Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu những sự thật thú vị về vàng, cái thứ mà không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Niềm mơ ước của mọi người, tôi dám chắc ai cũng thích cái này, nhưng ít ai biết được hết những điều thú vị về chúng lắm. 1. Có bao nhiêu vàng trên thế giới? Theo số liệu của Hội đồng Vàng Thế giới, WGC, tính đến cuối năm 2019, loài người đã khai thác khoảng 197.576 tấn vàng. Trang sức chiếm 60% nhu cầu vàng trên thế giới. Thiết bị điện tử chiếm 10%, vàng thỏi và tiền vàng chiếm 20%, và ngân hàng chiếm 10% nhu cầu vàng. Cũng theo WGC, lượng vàng chưa khai thác trên thế giới ước tính chỉ còn khoảng 54.000 tấn. Giá trị thị trường hiện tại của tất cả vàng hiện có trên thế giới là 8.000 tỷ đô la Mỹ. 2. Bản vị vàng là gì? Phần lớn các nền kinh tế phương Tây vẫn dùng bản vị vàng, Gold Standard, nghĩa là cam kết nhận lại tiền mặt và trả bằng vàng để duy trì hệ thống tài chính cho đến năm 1961. Thụy Sĩ là quốc gia cuối cùng sử dụng vàng đảm bảo cho tiền mặt trên thế giới. Khoảng 40% đồng franc của nước này vẫn được đảm bảo bằng vàng cho đến khi Thụy Sĩ gia nhập Quỹ Tiền tệ Quốc tế, IMF, vào năm 1999. 3. Đơn vị tính của vàng. Trong ngành kim hoàn ở Việt Nam, khối lượng của vàng được tính theo đơn vị là lượng, lượng hay lạng, hoặc chỉ. Một lượng vàng nặng 37,50 gram. Một chỉ bằng 1/10 lượng vàng. Trên thị trường thế giới, vàng thường được đo lường theo hệ thống khối lượng troy, trong đó một troy ounce, ốt, tương đương 31,10347,68 gram. Tuổi, hay hàm lượng, vàng được tính theo thăng độ K, carat. Một carat tương đương 1/24 vàng nguyên chất. Vàng 99,99% tương đương với 24K. Khi ta nói tuổi vàng là 18K thì nó tương đương với hàm lượng vàng trong mẫu xấp xỉ 75%. Hiện nay ở Việt Nam người ta thường kinh doanh vàng dưới dạng các bánh, thỏi, nhẫn, dây chuyền, vòng, lắc với hàm lượng vàng chủ yếu là 99,999%, 99,99%, 99,9%, 99% hay 98%. Vàng dùng trong ngành trang sức thông thường còn gọi là vàng Tây có tuổi khoảng 18K. 4. Số vàng sử dụng để sản xuất smartphone. Ngày nay, vàng đóng vai trò quan trọng trong ngành điện tử do bản chất dẫn điện cực tốt lại không bị rỉ sét. Phần lớn thiết bị điện tử, bao gồm các smartphone hiện nay đều có những phần được mạ vàng như mối nối, tiếp điểm. Theo WGC, một chiếc smartphone chứa bình quân khoảng 50mg vàng. Nghe có vẻ ít nhưng hãy nhớ rằng gần 1 tỷ chiếc smartphone ra đời mỗi năm. Nếu định giá 50mg vàng vào khoảng 50 cent thì chúng tương đương 500 triệu đô la Mỹ vàng mỗi năm cho sản xuất smartphone. 5. Số vàng được sử dụng trong nha khoa. Vàng đã được các nha sĩ sử dụng từ ít nhất hàng trăm năm trước. Trong cuốn sách cổ về nha khoa lần đầu được xuất bản vào năm 1530 có miêu tả việc các nha sĩ đổ vàng lá vào các lỗ răng sâu của bệnh nhân, 46 tấn vàng được sử dụng hàng năm để chám răng. 6. Ai sở hữu nhiều vàng nhất? Chúng ta thường nghe rất nhiều đến dự trữ vàng của các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, ít ai ngờ được là người nắm giữ vàng nhiều nhất lại là những bà nội trợ Ấn Độ. Theo điều tra, dân chúng tại đất nước này tích trữ tổng cộng 11% lượng vàng trên thế giới, thường dưới dạng trang sức. Con số này lớn hơn cả khối lượng dự trữ của Mỹ, Thụy Sĩ, Đức và Quỹ Tiền tệ Thế giới IMF cộng lại. 7. Thể tích của toàn bộ vàng trên trái đất. Tổng cộng 197.576 tấn vàng đã được khai thác trong lịch sử thế giới. Nếu đúc chúng thành một khối lập phương sẽ có cạnh cao 20,5m. Nếu nấu chảy số vàng trên, nó sẽ lấp đầy một bể bơi tiêu chuẩn Olympic. Và tất cả số vàng từng được khai thác có thể nằm gọn trong 120 xe container. 8. Huy chương vàng có làm bằng vàng. Trước năm 1912, huy chương vàng Olympic đều là vàng nguyên chất. Ngày nay chúng chỉ chứa 1,34% là vàng, tương đương khoảng 6 gram. Với giá thị trường hiện nay thì nó có giá 237 đô la Mỹ. Vậy mà trước giờ tôi cứ tưởng nó là vàng hết chứ nhỉ. 9. Vàng trên thế giới chủ yếu khai thác từ đâu? Gần 40% tổng lượng vàng đã được khai thác trong lịch sử đến từ các nước Nam Phi trong suốt 130 năm qua. Nơi đây có trữ lượng vàng chưa khai thác đứng thứ 3 thế giới, sau Australia và Nga. 10. Kho vàng lớn nhất thế giới. Kho vàng lớn nhất thế giới nằm tại Fort Knox. Với trữ lượng 5.890 tấn, 93% trong số này thuộc về các bang sử dụng ngân hàng dự trữ liên bang Fed. Ngoài ra, ngân hàng Anh Quốc ở London cũng có 5.130 tấn, nhưng chỉ có 6% trong số này thuộc về chính phủ nước Anh. Mỹ nắm giữ hơn 8.100 tấn vàng trong kho dự trữ chiến lược. Vàng có rất nhiều điều thú vị đúng không nào? Hôm nay tạm ngừng tại đây nhé. Hãy đăng ký kênh để biết thêm những thông tin thú vị và đừng quên cho mình một like. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn kỳ sau nhé.